Đồ bánh xèo mà kiểu miền Trung không ra miền Trung, miền Tây không ra miền Tây. Cái bánh xèo này là miền nào vậy? Xin chào mọi người, mình là Thi đây. Ai nói gì nói chứ miệng cái bánh xèo mình đổ ngon mắt ngon miệng, người nhà mình ăn hết là mình vui rồi. Chào mừng mọi người đã quay lại với gian bếp của mình nha. Cùng mình đổ cái bánh xèo mà mỗi mùa mưa ở Đà Lạt lúc còn nhỏ mình được ăn. Cách pha bột của mình cũng khá là đơn giản luôn. Một gói bột bánh xèo không cốt dừa cộng thêm nửa gói bột chiên giòn thì lại khoảng 900ml nước lọc hoặc là 500ml nước lọc, 400ml sinh tố nước mặt đều được. Cho vào đây hành lá nữa là xong. Tùy mỗi người sẽ ra một cái công thức riêng cho mình thì mới thấy ngon được á. Thường thì mình sẽ không xào thịt lên trước đâu, mà sẽ cắt thịt thiệt là mỏng luôn, ướp với gia vị rồi bật bếp cho dầu vào, áp chảo cái miếng thịt để ướp đó cho nó săn lại như thế này, rồi cho bột bánh xèo vào luôn. Cá nết mình ăn vậy nó mới thấy ngon á. Rau củ thì ai thích cho giá thì cho vào nha. Mình dùng su su và cà rốt bào sợi mỏng, thêm nấm mà mình thích, mỗi thứ cho một ít vào, đậy nắp lại cho tới khi viên bánh xèo nó giòn giòn rồi nè. Trời ơi thèm lắm luôn, muốn ăn liền một cái vậy á. Thịt mình có ướp đường nên cái chỗ giữa bánh xèo nó hơi xém xém, nhưng mà vậy nó mới ngon nha, giống như y chang đổ bánh xèo trên bếp củi vậy á. Rồi tới cái nốt ăn bánh xèo của tôi nha, phải thiệt là nhiều rau, có bánh chén, nước mắm là phải ngon. Một lần ăn là phải nửa cái bánh xèo cuộn lại. Nước mắm bánh xèo là mình không băm tỏi ớt mà mình sẽ giã tay. Ai mà có thời gian thì ngâm thêm cái đồ chua á, ăn nó dính dữ lắm. Cái vị nước mắm sẽ là chua chua ngọt ngọt nhưng mà thiên về ngọt nhiều hơn. Đổ bánh xèo thì hơi cực và mất thời gian một xíu, nhưng mà ăn cái đầu tiên á mọi người, trời ơi nó đã thèm.